Giờ thì tiếp tục em với Lụ đi thăm cô Ếch buổi sáng đấy. Rồi thì em mến chào cả nhà luôn nha. Giờ Lụ đi vô tới trong đó, nãy giờ em bật máy dính thế vậy. Ây da, hả? Không nãy vậy sảy hả bố? Ủa nó nhảy ra ha. Dính ếch nhìn đã hơn luôn. Ếch nó già rồi, ếch già con chào ba luôn. Quá im con đầu tiên. Quá mệt. Sáng ngày rồi đó. Quá ngon luôn. Ếch đầu tiên bự bự vậy ngon. Ếch còn đã. Đây vô bọc cho em cầm cho. Quên anh Lụ ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Quên gỡ ếch quên luôn. Sáng nay ngủ nó muốn quên luôn. Con đầu tiên. Con bự bự vậy là khá ha Lụ, ngon ha. Muốn giật mình. Ừ. Ừ, sảy luôn rồi. Dấu giò nó rồi. Nè cả nhà. Ếch nó cũng hơi nhỏ, bự hung. Sáng là lội đuối hả Lụ? Lạnh nữa, mùi sương á. Ngày cho cô tí ở nhà ngủ một chút rồi nè. Đuối hết rồi. Ngoài ôi hiện đâu? Hai con dính cặp nữa rồi. Hai cặp nữa nè. Đó. Đó bên kia dính con kìa. Đây con. Bên đó con. Cái cần này hôm dính hai con nữa nè. Hôm dính chỗ này hai con lượt. Giờ dính nữa. Cái chỗ là đi bấy hết trơn hết Lụ. Hai con sát bên luôn. Con này bự. Ếch này bự con hết Lụ. Con bự không à. Hai con dính cái bên luôn cả nhà. Quá đã. Im. Vô rồi. Còn chiên tuần nữa, còn chiên tuần nữa. Ủa, tuần nữa mất tiêu mùi nữa. Mất tiêu mùi nữa. Ê, cả cái đi. Ngon. Gỡ con bự chứ đi. Ở thằng này đơ mập ha. Dù sáng này dính ít bự bự luôn. Dù ba con này đủ khô khô rồi. Bự bự không luôn. Lúa màu đổi màu ghê anh Lụ. Nắng bữa một đổi màu. Rồi mà nắng 4 năm ngày nó là chín luôn á. Lúa từ lúc này nó màu lắm nè. Hút nó vô gạo lắm. Sáng này cũng khá khá chứ đâu có giỡn. Dính con một bữa là được rồi. Dạ. Đường nước nó nhảy thiệt ha. Nước hôm thì 4 con rồi. Hôm 2 con, giờ 2 con nữa. Ở đây con cần gì nè. Hôm nay không nhảy bằng đường nước đấy ha. Đường nước nó đi xuống hơn. Nó kiếm cá.
cắm cắm khay chiên cần đầu tiên rồi, khay chiên cái cần mới đầu tiên thấy ngon ha. Cắm ít thêm mất chuyến đi hôm về lấy vốn rồi. Ở đây gì mà không có im hơn ngoài đó ha. Vô giò nó thích lắm. Kiếm cái dũng dũng. Như này có cắm nó phải không? Có, cắm lên. Vô giò nó nhảy. Chỗ anh Tư chụp ếch nè. Dạ. Nó nhảy vậy thôi. Sảy không? Sảy rồi. Vô mới mà. Nhảy. Lên sừng luôn. Bấy chàng luôn. Ngồi dũng cái cạn kìa. Ôi sảy rồi. Sảy rồi. Ủa chỗ nào cần nữa. Sảy uổng quá. Nhớ đâu cô tí cắm tên cần. Bị ngập nè 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 lũ nè chừng nữa thấy không. Ồ hôm giờ bư kìa. Ủa con rút đi bư hả? Tưởng ngô chuột cống bư chứ này mùa xương hết trời luôn. Bốn năm con gì vậy sáng này chẳng lẽ không được chục hả lộ. Gì? Ăn khủng cái gì rồi? Đâu rồi? Ủa? Đâu? Ê kìa, nằm kìa. Ây dồi, nằm thiệt. Nè. Ăn khủng rồi lộ ơi. Con nó quậy à. Kìa được không? Ôi ô, nó nhảy nè thiệt. Nè. Đi quá trời luôn rồi. Vụt á. Cái cừng nó vụt rồi. Vụt. Ồ cần này vụt luôn. Đâu? Nè. Sảy trơn. Trên đây còn cần nữa nè. Ồ nhảy bấy trơn lũ ơi. Rồi. Mới đi luôn. Nhảy lên sình luôn. Hả? Thôi. Ê đây, thật nói nè. Bự. Cắm cửa cho em sạch sẽ. Vô bao.
Cực nó nhỏ hả? Nhổ rồi, còn đây cực nữa. Nè, còn đây cực nè. Cực này xảy hai cực xảy lượt. Giấu đi chà bá luôn ha. Nhóc chân. Cặp đường nước này có không biết. Sáng này không dính dính hàng khủng không? Dính bự bự không à? Đây là cách ngon ha. Ớt xào lá cách. Rau nhân lòng nhóc luôn. Ồ hai cái lá cách đủ rồi nè anh Lũ. Cây đẳng cây này là đủ xào rồi nè. Chứ đâu? Không bị ngập nước nè. Không đủ rồi nhóc luôn. Dòng xuống ăn đó. Không ngập nước rồi tặng này dính. Vài bữa nó có bắt chuột rồi cả nhà ơi, lúa chín nó thơm hết rồi. Lê quay lê quay cái hai ba tháng lê quay cái 3 tháng luôn, mau cực kỳ à. Đâu rồi, một em ồ chấm 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 chấm. Buổi chiều nhảy với anh à cưng. Buổi chiều anh đi ngang nhảy xuống kênh nè. Vô lộn nhảy vậy không, buổi chiều nhảy vậy nhảy vậy là bực 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 bực. Ủa tới đây là lên hồi cuộn phải không, lên kinh đầu trên phải không lộn. Lúa đây hột dữ dằn luôn đó nha. Hôm nay cô chú trúng nữa, mừng quá. Nấu con chua ốp chuối cũng được. Sáng sương mù quá trời luôn. Cái đường nước này nhớ có cấm nha anh Lụ. Hả? Sảy hả? Ô, ếch khủng. Nó quậy kìa. Sảy vậy? Nó thì bự lắm chứ đâu có nhỏ. Nó mới à, mới đây à. Hả? Mới à, nè nhảy đây nè. Lụ. Đâu? Nè nhảy qua đây nè, nhảy qua đây nè. Thấy không? Nè mới xình mới nè. Đây đây lên tới đây. Xình nó lâu tới đây nè. Ngô vô ruộng hay rồi. Đi rồi. Chỗ này chỗ còn mới đây nè. Còn ướt nhẹp, nhảy lên đây nè. Thôi nè, không à. Nhảy dũng bay đi trơn luôn. Dạ chứ đó có nó gì đó. Cấm gì nó cấm được nha. Hết. Để cho bằng mấy con trước á.
Ừ. Con không có nhỏ đâu. Đây con cần phải không? Đây cần trước cần nè. Đi chưa? Cắm lâu mà thăm cũng lâu nữa ha. Thăm câu này mất thời gian lắm cả nhà. Đâu? Đâu dính? À bên đó. Nho hai cần luôn. Hai con luôn hả? Hai cần có tí. Ừ. Vậy cho lại dính lại. Còn cái cần hồi nãy vuột. Cái cần nào mình nhớ dính hai con ta? Một lượt hai con đó. Cái cần nào mà dính lượt hai con anh nhớ không? Nào? Hôm đó con này dính rồi con kia cũng bự dính sao đó. Ồ. Như là đâu ta? Khúc nào không biết. Chưa tới gì vậy? Không phải đâu, như là. Ôi, trước á. Khúc rồi. Ôi, thôi rồi, khúc rồi phải. Đường này quẹo còn cần không? Ừ. Sảy à. Uống ha. Ừ, giò quá. Ừ. Đi đây luôn. Ừ, không đi đục ngầu ha. Mấy cái bọng với mấy cái hang nó có cá lóc. Mấy cái bọng nó có cá lóc á. Hả? Ở đâu? Một chú em. Mình chạy à? Đâu có chạy được. Ồ, trong đó mò có cái. Ừ. Đó, dũng là. Cái dũng này mò là có đủ ăn nữa đó lụt. Cái này à, đi cắm câu lội của này anh Vũ sao đi nổi. Không anh Vũ chịu hay ha. Ờ, anh Vũ nổi nổi á. Một bình gì mà anh lội dữ thiệt. Ừ. Này xảy hai lần rồi luôn á. Hôm xảy giờ xảy nữa hả? Ôi, hiểu thôi. Xảy hoài vậy trời. Ha. Bên hết trơn luôn. Nè. Ừ. Nè. Ừ. Hôm xảy nè. Hôm xảy một lần, giờ xảy nữa. Ngổ mà. Lên sình luôn. Ủa banh giấu nữa kìa. Ê ếch kìa. Nó à, mà chú vô mà thấy dấu giò quá trời luôn mà không thấy dây đâu. Tôi tưởng vuột nó rồi. Trời ơi.
Ồ, lụm bình xịt. Còn đang cưng nữa. Nè. Ủa cưng này sấy nữa rồi. Đâu? Nè. Ờ. Không? Ừ. Mùi ớt thế này ngon quá. Ừ. Khá khá rồi. Chiều nay chiến tiếp. Ớt tả luôn. Ớt tả ha. Ừ. Bự không? Hết rồi. Hết tiêu. Muốn té tại mềm giò. Lâu lâu giờ mềm giò. Rồi hết rồi. Giờ về thôi cả nhà. Này cá ngon quá. Cái sáng này không bằng ngày hôm. Nhưng mà con cái thì cũng chất lượng. Rồi hôm sao mình đi nhát á. Ừ. Cái gì hôm mình có mấy con nó ăn mấy ruột á. Thấy gió, nó sảy nhiều. Quá trời sảy luôn à. Ừ, bùng bụp nè. Biết lâu mới thấy hàng bùng bụp nè. Cái sáng thì tốt lại. Chưa thì bông nở ra, nắng nắng chút nở ra. Mà đó thổi con bóng là lấy bông bụp nè. Dò cho nó ra bọt. Thổi trốn tiền xà bông. Ăn thổi con bóng. Ý. Gà hung dữ vậy. Đây là ớt nè. Cũng làm xong hết rồi cả nhà. Quá gỗ ớt rồi. Ớt con này con bự bự không. Này mình nấu chua ớt mình xào ớt hả chị? Ừ. Ớt xào lỡ cách. Gà nấu canh chua bắp chuối. Ếch ra đợt này bự bự không cả nha. Ếch đầu mùa. Ếch bên này nhìn hấp dẫn quá. Đây là chảo súp canh chua này cả nhà. Này là lá cách đó chị. Ừ, cách nha. Đây thì bắp chuối vô nồi. Có cô chú anh chị khen chị nấu ăn món nào cũng ngon hết trơn. Nói nhìn chảy nước miếng bữa nào về cho chị nấu một bữa. À, ngon. Còn ở đây thì mớ nữa thì chị xào. Sao anh Lũ? Tối nay thì sao? Tối nay hả? À. Tối nay tiếp tục. Tiếp tục á anh Tư. Dính lên. Cái này đang mà ăn được thì cứ mà ăn cái đi. Không có, không có nữa. Hấp dẫn ha. Không có thì mình hết. Chuyển qua cái khác nữa. À, chuyển qua xíu nó về sớm rồi. Mới cắm được mấy cần anh Tư chụp mết rồi xíu văng cái dĩa mồi. Rồi. Cái này tính chụp ếch mà đó hả? Giờ thì dục đất lên lắp cái này cái nhà. Cái này là làm cái sàn nước với nhà vệ sinh ở đây. Sáng tập tạ sớm rồi. Sáng sớm dạ bắt làm á. Nè 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 hãy đào đất không đào đất không cho ăn cơm. Anh Lũ nói xấu gì kìa chị. Nói xấu tôi hả? Nói đào đất không cho ăn cơm.
Sao anh nói vậy? Hôm mới ngủ chung mà. Ừ đúng rồi. Ăn chung ngủ chung sao anh nói vậy? Sao anh lại nói vậy? Ăn chứ vậy không được anh nói nghe. Tối nay cho ngủ riêng ở ngoài nè. Món ớt xào. Hai chảo là quá anh Tư ơi. Alo mắc lơi à. Alo mắc lơi là gì con tí? Hả? Ngon. À, ngon hả? Tối đêm nay Phong điệp viên nghe chú nữa nha. Cái khu này cái ếch đậu lắm rồi. Con mẹ anh đồ anh Tư ơi. Đây có ha cô. Đây con mẹ nè. Quá ngon. Không bản quyền của em mà sợ gì nhỏ nhỏ chút cậu, được. Cậu ngại hay cô? Anh Tư. Vũ đế. Nói gì? Nước nước miếng. Con mẹ này nhúng nha. Có vũ đế rồi anh Lụ. Rồi sáng nay khỏi làm luôn. Vũ đế giờ này chắc cũng ổn à. Giờ này khỏi. Chiều mất mát mới được. Chưa được công chuyện gì á. Giờ này bắt đầu vũ đế là có cái ghế chạy không kịp. Làm người ai làm thế? Còn làm thế thì sao mà làm người? Đói bụng chưa gái? Dẻ đó anh Lục. Nó dễ khắc hơn. Quá ngon cả nhà ơi. Caramel nó bụng sôi ọt ọt luôn anh đây ơi. Xào lá cách. Chín hết rồi anh Lụ ơi. Chín hết rồi. Chín rồi giỡn. Bữa nay em quên lấy cái kiến xuống anh ta. Kiến kìa. Có kiến không? Có kìa. Kiến 2-3 cái. Bắp chuối vô luôn. Tại ngoài kia hơi gió này. Nên bỏ vô đây mình bưng ra ngoài ăn luôn. Quá ngon rồi. Ngò gom. Thành ăn cái nước không ta? Bay à? Quá thơm mình Lụ ơi. Đây nè, đây nè. Yeah. Ớt cái này nhiều lắm á. Ớt
Lò ba. Mượn ổng cỡ 20 cái đang đủ rồi. Kiếm mà kiếm cái dụng dụng nước cái bọng á. Chỗ khô khô á đặt là có à. Mà nhanh đi kiếm. Vô. Sao tí? Ngon hả? Giờ dọn ra đây dùng bữa nha. Đó mấy cô mấy chú đang nhổ bông cỏ. Dính ếch quá trời là ngon ha. Ếch tháng này bự bự thôi. Lên ăn chén cơm đi. Anh Tư rồi sáng ăn sáng rồi cả nhà. Tôi ăn cháo rồi. Ăn miếng ếch nè. Nó gì mà nó. Lên làm miếng ếch đồng quê đi. Mời cả nhà dùng bữa với gia đình chị luôn nha. Đứng dưới gió chịu hết nổi anh Lưu ơi. Mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình mình luôn nha. Khá ngon rồi. Khá ngon. Ăn đi gái. Đi nè, ếch này con gấp vô. Nè, gấp ếch đi, gấp ếch này con. Ớ hả? Bảy hả? Nguyên cục luôn. Quá đã nó hiện. Mời cái nhà luôn nha. Em mời anh Vũ, anh Vũ ơi, ếch. Cùng ăn ếch cho em nha. Này à. Hai món này ăn bắt cơm với mình Lụ ơi. Hả? Hai món này là bắt cơm hả? Đúng rồi. Ếch ăn ngon. Làm được nhiều món. Bữa nay chắc chiến thử một bữa nữa cả nhà. Rất mong cô chú anh chị đón xem những video của cô ếch của mấy anh em đầu mùa. Vậy là quá ok luôn hết luôn. Mình không ngờ mình cắm dính được nhiều vậy ha. Mà có nhận ếch nó mau lớn rồi chứ. Mới có 2 tháng à. Mùa này nó đủ cá thức ăn á. Cái gô dâm nhiều á, đủ mồi, mau lớn. Mời cái nhà dùng bữa với gia đình chị luôn nha. Đầu mùa đó, nó tơ ngon đó nha. Nó để ăn xương nó mềm ha. Mềm ha. Cảm ơn ạ. Con gái ăn đùi đi con. Làm đấy, làm đấy. Con nó còn kìa. Chạy miệng bạch tao kia là con. Bây giờ do mình đã đặt bạn đã bằng mặt. Chúng tôi
đi bấy vú gọi nhìn thấy ham. Ừ. Có vụ ha. Nhóc chưa. Cái này mùa sau á. Mùa sau quá, mùa sau mới lớn. Mùa sau là cắm con nào con là đáng con. Chứ còn mùa sau mất hết lắm. Mùa năm. Mùa năm. Này đâu có ai mất hết mà. Không. Mùa này không có. Bắt có được có mùa hả? Ở đây bắt có mùa. Qua mùa đầu năm rồi không bắt được. Bắt nằm hết nguyên đêm nguyên tháng tháng mấy luôn á. Chúng ta hiện đi nhiều hơn đôi á. Đi mỗi ngày mà thức mỗi đêm không? Mùa một ếch là ngày em 70.000 xăng. Bởi cũng đủ. Chắc không đủ quá tới ngàn chạy tới vậy lôi rồi mình đi dò đồng nữa, đi coi đồng. Đi mới thấy được. Mà ngày nào cũng đi về. Thứ hoài. Mà nhớ nó đỏ xưa cái tem quán nó ba mươi tháng tư có vậy mình đi kiếm đồng kiếm hết răng luôn á. Kiếm tới 10 giờ mới có đồng đó. Bữa đó cũng tính về rồi thôi lỡ đi rồi kiếm bắt không được luôn chạy tới chạy luôn mình đi sớm á mà mình đi sờ quần cho bằng kiếm chỗ nhớ lại bắt ếch đã nghe rất là cặp bộ cầm lên nhất là ếch cặp á đi thấy nó nguồn cục luôn ham thiệt có đọc cái sách hôm bữa là rồi em điện anh nói em qua đó bữa đó bắt bốn ký hơn 4 ký á bộ ếch đó nó mập mà nó bự không luôn rất là ít cái á con đang xì anh ơi năm cháu con cầm không hết luôn đó mà không có ăn thịt là bắt nhiều lắm á con chua đó đúng rồi con kiếm ăn thịt có đâu à ở đâu cũng có chừng khoảng một giờ cũng vô phải lúc đóng nằm dưới mấy cái mương đó, dưới mấy cái đường nước, mấy cái miếng có gà, mình bắt tay đâu có gọi thấy. Nó sẽ là nó bắt tay là mấy cái đất nào mà có gà là thua đó, còn gà là vậy là mình kinh xôi kinh sát luôn, chịu khó luôn chứ mà bắt được. Sao rồi? Bữa nay em ăn hai chén mà hai chén đầy nữa, giờ cứng bụng rồi đó. Bữa nay chị nấu ếch nấu canh chua với ếch xào lá cách quá trời ngon luôn cả nhà. Để tới chiều rồi mới ăn nữa đó. No tới chiều rồi đó. Gì vậy? Bây giờ cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Thì chắc video của gia đình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào.